Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Việc Thủ tướng Israel lên đường tới New York, Mỹ để tham dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc là nhằm đánh lừa thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah mất cảnh giác. Chia sẻ với Telegraph, một quan chức cấp cao của Israel cho hay đây là kế hoạch đánh lạc hướng, làm cho thủ lĩnh Hezbollah nghĩ rằng Israel sẽ không thực hiện hành động quân sự quy mô lớn nào trong lúc Thủ tướng Benjamin Netanyahu vắng mặt. Vị quan chức Israel nói, ông Netanyahu đã chấp thuận cho triển khai cuộc không kích trước khi ông có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Hôm 28 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố ông Nasrallah, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah từ năm 1992, đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào thủ đô Beirut, Liban trong ngày trước đó. IDF cho biết thêm, cuộc không kích nhằm vào trụ sở trung tâm của Hezbollah, nơi nhóm vũ trang được cho là đã xây dựng căn cứ, nằm ở bên dưới các tòa nhà dân sự. Cũng theo quân đội Israel, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah đang nhóm họp tại trụ sở trung tâm đúng thời điểm Israel triển khai không kích. Sau đó, Hezbollah đã lên tiếng xác nhận ông Nasrallah cùng hai sĩ quan cấp cao khác là Kali Kerki, tư lệnh mặt trận phía nam của Hezbollah, và Nabil Kauk, chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Nhóm vũ trang thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel để ủng hộ cho người dân ở dải Gaza và bảo vệ Liban. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục làm suy yếu Hezbollah cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Sau khi thông tin về sự ra đi của thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah được công bố, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ Israel trong việc tự vệ trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm vũ trang nào mà Iran hỗ trợ. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là làm giảm leo thang các cuộc xung đột đang diễn ra ở cả dải Gaza và Liban thông qua các biện pháp ngoại giao, ông Biden nói thêm. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao của Iran, Ali Khamenei, đã lên án vụ ám sát nhằm vào ông Nasrallah. Ngoài ra, truyền thông đưa tin, ông Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn giữa lúc Iran tăng cường an ninh sau các cuộc không kích của Israel vào Liban. Nhiều người theo phe bảo thủ cứng rắn ở Iran tỏ ra không mấy hài lòng khi Tehran vẫn án bình bất động trong bối cảnh Israel nhắm tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, đồng minh thân cận và lâu đời nhất của nước này. Khi phát biểu tại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích chiến dịch tấn công quân sự chống lại phong trào Hồi giáo Hamas của Israel ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải trả giá vì các vụ tập kích vào Liban. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Pezeshkian, người đắc cử Tổng thống hồi tháng 7, đã có giọng điệu ôn hòa hơn những người tiền nhiệm và tránh đề cập đến việc tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung của Iran. Ông nói, chúng tôi đi tìm kiếm hòa bình cho mọi người và không có ý định xung đột với bất kỳ quốc gia nào. Bên cạnh khẳng định trên, ông cũng bày tỏ việc Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với các cường quốc phương Tây từng ký kết thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Theo BBC, các quan chức cấp cao khác của Iran và các chỉ huy quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã tỏ ra kiềm chế một cách khác thường khi nêu ý định trả đũa Israel vì các hành động chống Tehran và các nhóm đồng minh chủ chốt Hamas và Hezbollah. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, quân đội Israel IDF bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Liệu động thái quân sự mới nhất này của Israel có đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột trên diện rộng? Giới quan sát đặt câu hỏi, Israel có vũ khí gì để tự tin đánh Hezbollah? Vòm sắt. Có lẽ thành phần quan trọng nhất trong chiến lược phòng thủ trên không nhiều tầng của Israel là Iron Dome, hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng vào năm 2021 khi xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa Israel và phái Hamas của Palestine vào tháng 5 năm đó. Mục tiêu của hệ thống phòng thủ này là đánh chặn và loại bỏ các loại tên lửa tầm ngắn bay từ cự ly 4,2 đến 145 km. Vòm sắt tỏ rõ là công cụ lợi hại của Israel kể từ khi được triển khai cách đây một thập kỷ. Vòm sắt sử dụng một radar có thể định vị các rocket phóng tới. Một hệ thống chỉ huy và kiểm soát có thể giải mã mức độ đe dọa của các rocket đó và một tên lửa đánh chặn sẽ xóa bỏ mối nguy hiểm ngay từ trên không. Hệ thống phòng thủ tên lửa này có tỷ lệ thành công lên tới 90%. Tuy không hoàn hảo, đây là một công cụ trọng yếu trong chiến lược quốc phòng của Israel. Kết hợp với David Sling và Arrow Interceptor, hệ thống phòng không này cứu sống nhiều sinh mạng người Israel mỗi khi các nhóm chiến binh phóng tên lửa về phía nhà nước Do Thái. Iron Dome có tỷ lệ thành công khoảng 90%
và có khả năng xác định phá hủy các tên lửa đang bay tới trước khi chúng tấn công vào các trung tâm dân sự của Israel. Nhà sản xuất quốc phòng Israel Rafael Osvan Defense System đã hợp tác với Israel Aerospace Industry để thiết kế drone có thể bắn hạ tên lửa và rocket từ phạm vi từ 2,5 đến 90 dặm, trong khi hệ thống quan trọng này đã ngăn chặn hàng ngàn cuộc tấn công do Hamas, Hezbollah và Palestine Islamic Jihad phát động kể từ khi thành lập cách đây gần 20 năm. Drone không hoàn toàn bất khả chiến bại, dễ bị tấn công bởi chiến thuật bầy đàn. Hệ thống phòng không này không thể chống lại đợt tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Máy bay chiến đấu F-35i. Kể từ khi Israel bắt đầu ném bom dải Gaza, một nền tảng máy bay chiến đấu đã nổi bật. Biến thể chuyên dụng của không quân Israel là F-35 Joystick Fighter, được nhiều chuyên gia trong ngành coi là nền tảng thế hệ thứ 5 đáng gờm nhất trên bầu trời. Năm 2010, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên bên ngoài chương trình hợp tác phát triển khung máy bay của 9 quốc gia để có được phiên bản sửa đổi của F-35, được trang bị một loạt các khả năng sản xuất trong nước. Adir phục vụ các nhiệm vụ độc đáo của Israel. Mặc dù phi đội Adir của Israel nhỏ hơn phi đội F-15 và F-16, nhưng F-35 của nước này là vô song trong khu vực. Trong đoạn phim do Twitter của IAF công bố, những quả GBU-31 GD Armor nặng 2.000 pound được nhìn thấy cạnh một chiếc máy bay chiến đấu Adir. Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava. Trong một cuộc xâm lược trên bộ vào dải Gaza, IDF chắc chắn sẽ chuyển sang đội xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của mình. Đội hình xe tăng đáng gờm này phục vụ cho quân đoàn thiết giáp của Israel trong hơn 4 thập kỷ và đã được nâng cấp qua nhiều năm. Biến thể Merkava Mark 4 mới nhất có thể bắn vào các mục tiêu di chuyển trong khi đang di chuyển và được chế tạo để chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái tốt hơn một số phiên bản tương tự. Có lẽ thành phần quan trọng nhất của các biến thể Merkava gần đây hơn là hệ thống bảo vệ chủ động Trophy. Theo giải thích của Military Today, hệ thống Trophy sử dụng radar điều khiển hỏa lực mảng quét điện tử chủ động ENTA với 4 anten phẳng gắn trên xe để có trường nhìn 360 độ. Hệ thống có thời gian phản ứng ngắn. Khi phát hiện ra một vật thể bay tới, máy tính bên trong sẽ tính toán vector tiếp cận cũng như thời gian và góc bắn tối ưu để thực hiện các biện pháp đối phó. Một số vật thể nhỏ hình thành chất nổ được chứa trong hai bệ phóng quay được lắp ở hai bên xe. Sau khi phóng, các loại đạn phòng thủ này sẽ phát nổ và tạo ra một đám mây mảnh đạn nổ rất chặt và chính xác. Sự thành công của hệ thống Trophy trong chiến đấu đã giúp cho IDF có thể hành động tấn công nhiều hơn trên chiến trường. Nếu được triển khai trong cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza, Merkava chắc chắn sẽ cung cấp một khả năng quan trọng. Ngày 29 tháng 9, Israel đã không kích vào các khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát ở Yemen. Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Yemen. Khi Israel trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã lên tiếng xác nhận và cho biết cuộc tấn công vào Yemen được triển khai dựa trên hoạt động tình báo rộng lớn và có sự tham gia của hàng chục máy bay. Telegraph dẫn tuyên bố của IDF, mục tiêu bao gồm các nhà máy điện và một cảng biển được sử dụng để nhập khẩu dầu mà Houthi đã sử dụng để chuyển vũ khí của Iran đến khu vực. Trong tháng này, Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào miền Nam và miền Trung Israel, cùng với hàng loạt máy bay không người lái UAV, mà trong số này, ít nhất 2 UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel. Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen vào năm 2014 và được Iran hỗ trợ mạnh mẽ cả về tài chính lẫn vũ khí, còn nhiều lần tấn công vào các tàu thuyền bị cho là có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ trong hơn một năm qua. Theo Houthi, hành động tấn công nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với phong trào Hồi giáo Hamas giữa lúc quân đội Israel triển khai chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Từ tháng 1 năm nay, Anh và Mỹ đã bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi với mục đích ngăn chặn nhóm vũ trang tấn công các tàu thuyền. Còn vào tháng 7, lần đầu tiên Israel đã tấn công trực tiếp Yemen để đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của Houthi vào Tel Aviv. Đáng nói, cuộc không kích mới nhất của Israel vào Yemen ngày 29 tháng 9 diễn ra đúng thời điểm giới chức Israel thông báo đã có một cuộc tấn công trên bộ có giới hạn vào miền nam Liban với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Israel. Truyền thông Israel cũng đưa tin các xe tăng của nước này đang tập trung ở biên giới với Liban. Điều này cho thấy quy mô cuộc tấn công trên bộ có thể sắp được Israel mở rộng. Theo các quan chức Israel, mục tiêu chính là đưa khoảng 60.000 công dân di rời từ phía Bắc trở về nhà. Song, các nhà phân tích cho rằng quyết tâm của Israel sẽ không thực hiện được nếu Israel không đưa quân đội vào miền nam Liban. Trên thực tế, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã liên tục bắn phá các cộng đồng biên giới của Israel với hơn 8.000 quả đạn pháo được phóng đi kể từ tháng 10 năm ngoái.
việc không kích Yemen đã khiến quân đội Israel cùng lúc tấn công trên 3 mặt trận nhằm vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran, bên cạnh nhóm Hezbollah ở Liban và Hamas ở dải Gaza. Trong đêm 28 tháng 9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn rằng Israel sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công trong tương lai vào lãnh thổ quốc gia. Ông Netanyahu nói, không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông mà cánh tay dài của Israel không thể với tới. Chuyên gia Thomas Junot tại Đại học Ottawa nhận định, còn quá sớm để đánh giá tác động từ cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của Houthi. Ông Junot chia sẻ với Telegraph, Israel dường như muốn gửi thông điệp tới Houthi rằng, bất kỳ cuộc không kích nào vào Israel đều sẽ phải đối mặt với hành động phản công mạnh mẽ hơn. Israel có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Houthi, do đó họ muốn báo hiệu với Houthi rằng nhóm vũ trang sẽ phải trả cái giá lớn hơn nhiều. Cuộc không kích của Israel vào Yemen còn diễn ra đúng thời điểm Beirut đang chuẩn bị cho lễ chôn cất thủ lĩnh tối cao Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ông Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào thủ đô Liban trong đêm 27 tháng 9. Nhiều chuyên gia lo ngại đám tang của thủ lĩnh này sẽ làm gia tăng căng thẳng ở thủ đô Liban và có thể dẫn đến xung đột lớn hơn giữa Hezbollah và Israel. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!